tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi, đó chính là chiếc xe Mazda CX-5 quý vị và các bạn nhé. Mazda CX-5 thì nó cũng có rất là nhiều phiên bản, từ phiên bản 2.0 rồi phiên bản 2.5, phiên bản đủ, phiên bản thiếu. Thưa với quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn chiếc xe Mazda CX-5 này ở cái phiên bản là 2.5 quý vị và các bạn nhé, 2.5 số tự động một cầu. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2017. Chiếc xe đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Cái đồng hồ này thì chúng tôi cam kết với quý vị và bạn là cái đồng hồ chuẩn, chúng tôi không tua, tại vì chiếc xe này là chủ xe làm từ đầu tại hãng, full lịch sử bảo hành, sửa chữa tại hãng hết quý vị và bạn nhé. Sửa chữa cái gì đều có lịch sử trong hãng, cho nên là chúng tôi không tua cái đồng hồ này. Chúng tôi cam kết là đồng hồ chuẩn nguyên bản theo xe. Thưa với quý vị và các bạn, ở chiếc xe sản xuất cuối năm 2016 thì là gọi là cái bản model của 2017 quý vị bạn nhé, tức là bản facelift ạ. Bản facelift nó khác với phiên bản khác, đó là trang bị là phanh tay điện tử quý vị bạn nhé, phanh tay điện tử, và nó ở bản full. Bản full thì xe cũng đã được trang bị từ cái ghế da cao cấp đấy, ghế chỉnh điện và nhớ ghế, và đặc biệt nữa là hệ thống giải trí là loa bâu quý vị bạn ạ, đấy, rất là cao cấp. Cảnh báo áp suất lốp, khóa thông minh, đề nổ start stop, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa sổ nóc, rồi đây ghế da, ghế điện, nhớ ghế hai vị trí, cảnh báo áp suất lốp, kiểm soát hành trình, cruise control, đầy đủ cả rồi quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 688 triệu đồng quý vị bạn nhé. 688 triệu đồng chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị bạn. Quý vị các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản và máy móc là còn nguyên bản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 2016 model 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị các bạn đang xem đây ạ. Đấy. Và nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ, là cuối năm 2016 thì Mazda cũng đã trang bị chiếc xe này là cái phiên bản facelift quý vị bạn nhé. Facelift tức là phanh tay điện tử đấy ạ, nó hơn cái phiên bản là sản xuất đầu năm 2016 nhé. Cuối năm 2016 và model 2017 thì nó mới có bản facelift phanh tay điện tử này ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 2016 đăng ký 2017 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi ạ. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda CX-5 model 2017 bản facelift 2.5 số tự động một cầu này quý vị và các bạn nhé. Đầu tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Chiếc xe được trang bị này là một cái màu trắng ngọc trinh quý vị và các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi mua về là chúng tôi cũng chưa có làm gì đâu, chúng tôi cũng chỉ có rửa ráy bên ngoài và dọn dẹp qua loa một chút xíu, cho nên là nhìn về bên ngoài nó cũng có một số chỗ xước rất là nhỏ. Lát nữa tôi quay gần lại cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là nhìn về cái phần đầu của chiếc xe quý vị bạn nhé. Chiếc xe còn đang rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon, đèn led ban ngày, đèn gầm đầy đủ hết cả rồi quý vị các bạn. Còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Cụm đèn pha còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, bên dưới cụm đèn pha này là nó có cả đèn led ban ngày này, và bên dưới nữa là cái cụm đèn gầm. Cụm đèn gầm cũng đã được trang bị cái đèn led ban ngày đây quý vị bạn ạ. Đấy, và chúng tôi mua về là nó còn xước sát các thứ đây quý vị bạn ạ. Nhìn gần vào mới thấy xước chứ nhìn xa là không thấy ạ. Chúng tôi để nguyên, chưa có sơn lại tí nào quý vị bạn nhé. Đấy, chủ xe đi cũng rất là giữ gìn, cho nên chiếc xe còn rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn. Và đặc biệt là chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 8 vạn km và là cái đồng hồ chuẩn quý vị bạn nhé. Đồng hồ chuẩn cho nên cái dàn lốp theo xe còn nguyên quý vị bạn này. Đây là cái dàn lốp theo xe này. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2016. Cái đét lốp đã là tuần 39 năm 2016 rồi quý vị bạn ạ. Cái đét lốp này, cái lốp này cũng sản xuất cuối năm 2016 và còn rất là đẹp. Lốp sơ cua còn chưa hạ quý vị bạn nhé.
Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đây là cái dàn lốp của nó còn nguyên bản đây này, và còn rất là dày, với hơn 8 vạn km. Hơn 8 vạn là chúng tôi cam kết là chuẩn, không tua. Cả một cái dàn lốp này là còn nguyên này. Đấy, 2016 quý vị các bạn nhé. Tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem để quý vị các bạn thấy được là nó đẹp, nó còn nguyên bản như thế nào. Nguyên bản cả từ dàn lốp quý vị các bạn nhé. Đấy, cả một cái dàn lốp này còn nguyên bản này. Đấy, lốp còn rất là đẹp, còn cũng còn đi được 1-2 vạn nữa quý vị các bạn ạ. Đấy, nếu như cái lốp này mà chúng ta đi thì cũng có thể đi được 1-2 vạn nữa. Và nó đặc biệt là chúng tôi muốn để cho nó nguyên bản để quý vị các bạn thấy được là lốp còn nguyên bản đấy ạ. 2016, cả dàn lốp còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Đấy, và lốp sơ cua thì chưa hạ quý vị bạn ạ. Tôi cho quý vị bạn xem về cái lốp sơ cua luôn bây giờ đấy ạ. Lốp sơ cua còn mới tinh, kích đồ nghề chưa dùng đến ạ. Đấy, đây là cái lốp sơ cua còn mới tinh đấy quý vị bạn này. Lốp sơ cua chưa hạ, chưa dùng đến, toàn bộ những cái đồ nghề này bên trong này là còn mới hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Và đây là cái cụm đèn sau đây quý vị bạn này. Cụm đèn sau cũng còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, xước sát gì cả. Từ logo cho đến những cái chữ này cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Cụm đèn còn rất là mới. Nhìn về đằng sau này thì quý vị các bạn thấy ở cái phiên bản 2.5 này thì là xe cũng đã được trang bị là hai bô thể thao rất là đẹp. Phía bên trên này là camera lùi nguyên bản theo xe quý vị bạn nhé. Xe được trang bị đầu DVD, camera lùi nguyên bản theo xe. Đấy, và chủ xe cũng đã ốp thêm. Đây là những cái phần mà chủ xe ốp thêm là cái phần inox này quý bạn này. Chủ xe vừa ốp trang trí vừa là để bảo vệ nó đấy ạ. Ốp cả đằng sau này, bình xăng này, tay nắm cửa này. Đấy, rồi ốp bậc cửa này. Ốp cửa này, bậc cửa này đã lắp hết cả rồi. Các bạn đã lên cả bậc cửa rồi. Đấy, và là phần đầu. Phần đầu này là chủ xe cũng lắp thêm cả những cái phần inox này quý bạn nhé. Đấy, những cái phần này là phần chủ xe lắp thêm này. Rất là đẹp và rất là khỏe xe quý vị các bạn ạ. Đấy là những cái phần mà chủ xe lắp thêm. Và đây là cái phần, đây là cái xe được trang bị là khóa thông minh, bấm tay để mở cửa quý vị các bạn này. Bấm cả tay cả bên phụ nhá. Đấy, xi nhan tích hợp trên gương, gương chiếu hậu là gập điện rồi quý vị các bạn ạ. Xe được trang bị đầy đủ cả từ cửa nóc quý vị các bạn này. Đấy, có đầy đủ phiên bản đủ này, có cả cửa nóc luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2017 rất là mới ạ. Sản xuất cuối năm 2016 nhưng mà đăng ký năm 2017. Có thể nói đây là chiếc xe là model 2017 quý vị bạn nhé. Thì là facelift là bắt đầu từ model 2017 mới có bản facelift phanh tay điện tử này đấy ạ. Đấy, nhìn về bên ngoài rất là mới, rất là đẹp rồi quý vị bạn ạ. Kể cả những cái la răng mặt phay. Riêng ở cái phiên bản 2.5 này thì Mazda cũng đã trang bị là cái bộ la răng 19 inch quý vị bạn ạ. Rất là to, rất là đẹp, rất là thể thao, rất là khỏe mạnh quý vị bạn nhé. Giá nóc đầy đủ cả đây ạ. Rất là đẹp luôn. Và về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi vẫn mở cái cánh cửa bên lái này ra. Đấy, cánh cửa bên lái bấm tay để mở cửa này. Tôi sẽ cho quý vị các bạn xem từ phần keo chỉ cánh cửa này. Keo chỉ nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa nguyên bản này. Ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn. Táp bi cửa này rất là đẹp này. Và ở cái phiên bản đủ này thì quý vị các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị loa bâu. Đấy, loa bâu cảm biến áp suất lốp này. Đấy, rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Và nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe. Và xe ghế này là ghế chỉnh điện quý vị bạn nhé. Ghế chỉnh điện này tích hợp nhớ ghế hai vị trí này. Đấy, đây phiên bản CX5. Và cái bậc cửa này thì quý vị các bạn thấy đây ạ, chủ xe cũng ốp theo một cái bộ inox này để bảo vệ rồi, cho nên là nó không bị xước sát gì cả. Và cái đồng hồ công tơ mét thì chuẩn quý vị các bạn nhé, cho nên là cái vô lăng rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Vô lăng rất là mới, cái vô lăng này là chủ xe bọc vô lăng đấy quý vị các bạn ạ. Bọc vào đấy, nhìn về cái phần bên ngoài này nó hơi bóng một chút là do cái này là cái tay tì vào này, còn đây là rất là mới này. Đấy, cho chủ xe bọc vô lăng và đồng hồ công tơ mét là chuẩn luôn đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe này. Cửa nóc đầy đủ này. Đấy, cửa nóc còn đủ này. Vô lăng cần số đều rất là đẹp. Bảng điều khiển đây ạ. Đấy, sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái táp bi cửa phía sau bên lái quý vị bạn nhé. Cũng như vậy ạ. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy,
ốc bản lề, cánh cửa cũng còn nguyên bản luôn các bạn ạ. Nội thất đằng sau này thì rất là đẹp rồi các bạn nhé. Đây là cái đồ nghề của tôi để thôi. Nội thất này da rất là mới luôn ạ. Da của cái CX5 này thì cũng là da xịn rồi các bạn ạ. Phần da này cũng là thuộc cái dạng da xịn, da cao cấp đấy ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Từ những cái phần trần này, nỉ trần này, phần nhựa này đều rất là mới, rất là đẹp quý bạn ạ. Chúng tôi mua về là chúng tôi cũng mới dọn qua loa đi thôi, chưa được dọn kỹ lắm đâu quý bạn ạ. Nếu như dọn kỹ đi thì nó sẽ đẹp lắm ạ. Đó. Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần đầu này, táp lô này, táp bi này. Thế với quý vị bạn, đây là cái đầu nguyên bản của xe quý bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đầu DVD và bên dưới này là có cổng USB này để cho chúng ta có thể nghe nhạc này. Và nghe nhạc thì chiếc xe này rất là hay rồi, loa Bose. Đó. Và điều hòa tự động hai vùng độc lập quý vị các bạn ạ. Tôi bấm cái chìa khóa lên để cho quý vị các bạn thấy được là cái đồng hồ công tơ mét nhé. Đồng hồ công tơ mét của chiếc xe đây quý vị bạn ạ. 8.3 km này là cái đồng hồ mà chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, đó là cái đồng hồ chuẩn nhé quý vị bạn nhé. Đấy, đồng hồ này là đồng hồ là chuẩn luôn đấy ạ. Chúng tôi cam kết ạ. Full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn. Vô lăng nguyên bản quý vị bạn này. Đây là cái vô lăng nguyên bản nhé. Do chủ xe bọc vào cho nên là cái vô lăng nó rất là mới đấy ạ. Đấy, vô lăng rất là mới này. Và vô lăng được tích hợp các phím điều khiển này, cruise control này, kiểm soát hành trình hay là ga tự động đấy ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Một chiếc xe 2017 quá là mới luôn đấy ạ. Bảng điều khiển đấy ạ. Phanh tay điện tử đây quý vị bạn nhé. Phiên bản facelift nó mới có phanh tay điện tử này đấy ạ. Đấy, chứ còn nếu như mà phiên bản đầu năm 2016 là vẫn là phanh tay cơ kéo ở đây ạ. Đấy, bây giờ đã có phanh tay điện tử rồi. Và cái đầu DVD này vẫn còn nguyên đây quý vị bạn ạ. Thế chủ xe cũng đây, tôi cho quý vị bạn xem nhé. Chủ xe còn nghe nhạc các thứ đây. DVD à, đây là chơi nhạc này. Đấy, các kiểu chơi nhạc ở trên cái này thôi. Lát nữa tôi mà rảnh tôi sẽ giới thiệu cho quý vị bạn sau về những cái này. Chắc là quý vị các bạn cũng đã biết rồi. Cái đầu nó nguyên bản theo xe đấy. Bảng điều khiển ở dưới đấy. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Và đây là cái phần cốp sau quý vị các bạn nhé. Cốp sau này, ốc cốp sau cũng còn nguyên bản ạ. Chưa có đâm đụng, chưa có bị va chạm gì đâu quý vị bạn ạ. Ốc cốp sau nguyên bản này. Keo chỉ cốp sau cũng còn nguyên bản hết luôn đây quý vị bạn nhé. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên bản ạ. Chúng tôi cam kết chiếc xe này không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn đấy ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, rất là mới. Cái phần cốp sau của chiếc xe CX5 phiên bản SUV hạng C, 5 chỗ ngồi cho nên là rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, phiên bản này nó rất là rộng, cốp rất là rộng và cái bộ thảm nguyên bản của xe đây ạ, vẫn còn rất là mới mà chủ xe để đằng sau chưa dùng đến ạ. Đây là thảm nguyên bản, lót chân nguyên bản theo xe đây ạ. Đó, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Những cái phần nỉ này cũng còn mới luôn này. Những cái phần nhựa này, phần nỉ trần này rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa sau bên phụ này cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này. Chúng tôi cam kết là chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cốp sau này. À, ốc bản lề cánh cửa sau bên phụ này cũng còn nguyên quý vị bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, cửa nóc, nỉ trần rất là sạch. Nội thất da cao cấp còn nguyên bản và còn rất là mới. Còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận này. Chủ xe lót thêm những cái bậc cửa, ốp thêm những cái bậc cửa này bằng inox. Đấy, rất là đẹp luôn. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị bạn xem. Cũng được bấm tay để mở cửa đây quý vị bạn nhé. Đấy. Keo chỉ còn nguyên bản này. Đây là keo chỉ nguyên bản quý vị các bạn nhé. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên bản này. Đấy, nội thất thì rất là mới này. Từ táp lô cho đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp. Vô lăng cần số còn nguyên bản. Vô lăng thì rất là mới quý vị bạn ạ. Vô lăng chủ xe bọc ốp cho nên là nó rất là mới. Cần số này. Tay phanh thì chiếc xe này là phanh điện tử rồi cho nên là không còn tay phanh. Rất là đẹp luôn quý vị bạn nhé. Nội thất da cao cấp
nguyên bản. Ghế lái cũng là ghế chỉnh điện và ghế phụ cũng là ghế chỉnh điện luôn quý vị bạn nhé. Ghế lái là nó có thêm nhớ ghế nữa. Đấy, ốc bản lề, cánh cửa sau nguyên bản này, chưa có vết tháo này. Đấy, rất là mới, rất đẹp phiên bản này. Mazda CX-5. Đấy, cốp rất là mới, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe 2017 sau 4 năm sử dụng, gần 5 năm sử dụng rồi quý vị bạn ạ. Ngoại thất thì rất là đẹp và nội thất thì cũng rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe Mazda CX-5 này quý vị bạn nhé. Mazda cũng đã trang bị cho phiên bản CX-5 này là một cái khối động cơ xăng 2.5 lít quý vị bạn nhé. Đấy, động cơ xăng 2.5 lít. Động cơ 2.5 rất là khỏe quý vị bạn ạ. Và đặc biệt là cái động cơ này còn rất là mới đây quý vị bạn nhé. Sau 8.3 vạn, chiếc xe này chạy 8.3 vạn km và đồng hồ chuẩn, và cái máy nó còn mới còn đẹp như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Đó, phải nói là một chiếc xe chủ xe đi cũng rất là giữ gìn đấy, cho nên là cái máy này nó mới đẹp, nó mới mới được như này quý vị bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2017. Cái động cơ này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản quý vị các bạn nhé. Đấy, không ngập nước, không lỗi gì cả. Nhìn về cái phần cabo, cho quý vị bạn xem về cái phần ốc cabo. Đây, ốc cabo còn nguyên bản quý vị bạn này, chưa có một cái vết tháo nào từ cái ốc cabo này nhá quý vị bạn ạ. Đấy, ốc cabo nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhá. Đó, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết này. Tất cả về những cái phần ốc cabo này chúng tôi cam kết là không có lỗi gì cả. Tem của nhà sản xuất này, các thứ là còn nguyên bản hết này. Keo chỉ còn nguyên hết đây quý vị bạn này. Ốc cabo cũng còn nguyên hết đây này. Chưa có một cái vết tháo nào từ ốc cabo này quý vị bạn nhé. Đấy. Ốc giảm sóc này, ốc xương đầu này, các thứ là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn ạ. Đấy, chúng tôi cam kết là còn nguyên bản và còn rất là mới như chiếc xe này đây ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda CX-5 phiên bản 2017 facelift này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883, chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đây ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 688 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi ạ. Thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để đón nhận những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Mm-hmm.